Trong không gian tràn ngập không khí Tết, các họa sĩ vẫn đang cần mẫn thổi hồn cho những viên sỏi. Trước đó, nhiều khách hàng đã đặt vẽ tranh với hình ảnh của linh vật trâu để dùng làm quà Tết hoặc trang trí cho không gian sống. Từ viên sỏi vô tri bình thường, sau nhiều công đoạn thực hiện bởi tài năng của người họa sĩ, các bức tranh đồng quê với chú trâu nằm gặm cỏ đã dần được hiện lên. Tác phẩm hoàn chỉnh mang lại không khí yên bình cùng nhiều hy vọng cho năm mới khi các họa tiết được thể hiện qua những gam màu tươi sáng. Như năm nay mọi người thấy đó là có một cái hình ảnh nó rất là dễ thương, đó chính là con trâu. Thường thì con trâu thì mọi người sẽ nghĩ tới nó là một hình ảnh của một con vật rất là vất vả. Tuy nhiên năm 2021 dường như Nhung thấy rằng mọi người đang xây dựng hình ảnh một con trâu nó rất là mạnh mẽ, nó rất là sức mạnh và nó mang đến một cái niềm hy vọng mới cho năm 2021. Bên cạnh dòng tranh sỏi, các sản phẩm móc khóa gỗ với hình ảnh chú trâu cách điệu cũng được nhiều người yêu thích. Theo đó, các chú trâu hoạt hình xuất hiện cùng những hình ảnh quen thuộc với Tết như là chú trâu bên bánh chưng, dưa hấu đỏ, chú trâu mặc áo dài, đội nón lá hay chú trâu hóa thân thành ông táo cưỡi cá vàng. Ngoài ra, bộ ly tách bằng tre với dòng chữ An Khang Thịnh Vượng, vạn sự như ý với mong muốn đem lại nhiều điều tốt lành, an khang cũng là món quà Tết phù hợp cho dịp Tết Nguyên Đán năm nay.